Hơn 130 người ở Đà Nẵng ngộ độc sau khi ăn đồ chay mua ngoài chợ ngày 8 tháng 5. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết sau khi xảy ra vụ ngộ độc làm 133 người nhập viện, đơn vị đã lấy 18 mẫu đi xét nghiệm. Trong đó có 1 mẫu đậu khuôn tại nơi sản xuất, 12 mẫu tại chợ Túy Loan và 5 mẫu tại các gia đình. Ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, khoanh vùng các cơ sở kinh doanh tại chợ Túy Loan và lấy 18 mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Hiện đã ghi nhận 133 người nhập viện là người dân các xã Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn có liên quan đến việc ăn món chay được chế biến từ nguyên liệu mua tại chợ Túy Loan, xã Hòa Phong. Trong đó nguyên liệu chủ yếu là chả, nem, giam, đậu khuôn. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trong số 133 người bị ngộ độc có 28 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Có trường hợp một gia đình ở xã Hòa Phong dọn cơm chay sau đám tang trưa ngày 7 tháng 5. Đến chiều tối cùng ngày có hơn 10 người dùng bữa trong gia đình đều nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, đi ngoài và được đưa đi cấp cứu tập thể. Ông Võ Cư, người dân xã Hòa Phong, cho biết trưa ngày 7 tháng 5, ông ăn cơm chay mua ở chợ Túy Loan, đến chiều thì bắt đầu có triệu chứng nôn ói. Đến tối không chịu được nữa nên người nhà chở đi cấp cứu. Tới nơi, nhìn quanh đều thấy người quen trong xã cùng nhập viện với chung triệu chứng. Lúc ấy mới suy ra khả năng do ăn chung các món đồ chay mua nguyên liệu ở chợ, ông Cư nói. Cũng trong sáng nay ngày 8 tháng 5, Công an huyện Hòa Vang đã cử lực lượng ghi nhận sự việc. Trong 18 mẫu cơ quan chức năng lấy đi xét nghiệm có 1 mẫu đậu khuôn tại nơi sản xuất, 12 mẫu tại chợ Túy Loan và 5 mẫu tại các gia đình có người bị ngộ độc. Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang xác nhận đến 8 giờ sáng nay ngày 8 tháng 5, có 133 người trên địa bàn nhập viện với các triệu chứng do ngộ độc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nhơn, cho biết trên địa bàn có 25 người nhập viện từ tối ngày 7 tháng 5 với các triệu chứng nôn ói và đi ngoài nghi do ngộ độc, theo báo Tuổi Trẻ. Ha ha ha, 问什么的说呵